Chúng ta sẽ làm bài 79 luyện tập trang 90. Bài 1 đặt tính cho tính. 3.144 chia cho 525, 24. Được 6 lần. 6.530. 6.22, 6.22, được 6 lần. 6.424, 24 trừ 24 bằng 0, với 0 nhớ 2. 6.212 thêm 2 là 14, 14 trừ 14 bằng 0, viết 0 nhớ 1. 6 x 5 bằng 30, 30 thêm 1 là 31, 31 trừ 31 bằng 0. Ba trăm hai mươi hai chia cho 219. Ta lấy 832 chia 219 được 3 lần. 3927. 32 trừ 27 bằng 5, viết 5 nhớ 1. À, viết 5 nhớ 3. 13 là 3, 13 thêm 3 là 6. 13 trừ 6 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 3 x 2 là 6, thêm 1 là 7, 8 x 7 bằng 1, hạ 2. 8 lần. 8 9 7 2, 7 2 trừ 7 2 bằng 0, với 0 nhớ 7. 8 x 1 là 8, 7 là 15, 15 trừ 15 bằng 0, với 0 nhớ 1. 8 x 2 bằng 16, thêm 1 là 17, 17 trừ 17 bằng 0. 7.560 chia cho 251. Bảy 756 chia 251 được 3 lần. 3 x 0 1 bằng 3, 6 trừ 3 được 3, viết 3. 5 x 3, 3 x 5 15, 15 trừ 15 bằng 0, với 0 nhớ 1. 3 x 2 là 6, thêm 1 là 7, 7 trừ 7 bằng 0, hạ 0, được 30. 30 chia 251 được 0, 0 nhân 251 được 0, 30 trừ 0 bằng 0, à 30 trừ 0 bằng 30. Vậy phép chia này, thương bằng 30 và dư 30. Bài số 2, viết số thích hợp vào ô trống. Số bị chia, thương, số dư. Ở đây, cột thứ nhất, chúng ta sẽ tìm thương và số dư, và ta sẽ thực hiện phép tính chia. Tám nghìn 463 chia 148. Thế 846 chia 148 được 5 lần. 5840 với 0 nhớ 4. 5420 thêm 4 là 24, 4 nhớ 2. 51 là 5 thêm 2 là 7. 6 trừ 0 bằng 6, 4 trừ 0 4 bằng 0. 8 trừ 7 bằng 1, hạ 3. 7428 nhớ 2, 71 là 7, 2 là 9, được 7 lần. 7856 với 6 nhớ 5. 7428 với 5 là 33, với 3 nhớ 3. 71 là 7, 73 là 10. 13 trừ 6 bằng 7, nhớ 1 là 4. 6 trừ 4 được 3, bằng 57 và dư 3. Thương nó sẽ là 57 và số dư là 37. Tiếp theo ở đây, ta cũng tìm thương và số dư và ta thực hiện phép tính chia. 9.128 chia cho 304. Lấy 912 chia 304 được 3 lần. 3.412 với 2 nhớ 1. 3.0 là 0 thêm 1 bằng 1. 3.3 là 9. 912 chỉ 912 bằng 0, hạ 8. 8 chia 304 được 0. 0 x 304 bằng 0. 0 8 chứ 0 bằng 8. Vậy là thầm bằng 30 và dư 8. Ở cột này người ta lại tìm số bị chia. Muốn tìm số bị chia, ta sẽ lấy số chia nhân với thương cộng với số dư. Số chia
Muốn tìm số bị chia sẽ bằng thương nhân số chia. Sau đó ta cộng với số dư. Đấy. Đây thương là 45, số chia là 123. Nhân 5 15 viết 5 nhân 1. 3 nhân 4 bằng 12 thêm 1 bằng 13. 2 nhân 5 bằng 10 với 0 nhân 1. 2 nhân 4 bằng 8 thêm 1 bằng 9. 1 nhân 5 bằng 5, 1 nhân 4 bằng 4. 5. 3 cộng 0 bằng 3. 9 cộng 1, 1 cộng 9 bằng 10, 10 cộng 5 15 viết 5 nhân 1, 4 thêm 1 là 5. Ta cộng số dư là 67. 12 nhớ 1, 3 cộng 6 là 9, thêm 1 là 10, với 0 nhớ 1, 5 thêm 1 là 6, hạ 5, 5602. Tương tự vậy ở đây, cột này chúng ta cũng tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia và cộng với số dư. Thương nhân số chia hay là số chia nhân thương cũng thế, bằng 246 nhân với 80. 0, 0, 0, 8, 6, 4, 8 với 8 nhớ 4. 84 32 thêm 4 là 36 với 6 nhớ 3. 82 16 thêm 3 là 19. 0 8 6 9 1. Ta cộng với lại thương số dư là 13. 3 9 6 9 1. 19693. Mười chín nghìn sáu trăm chín mươi ba. Bài 3. Người ta mở vòi nước chảy vào bể, biết rằng 65 phút đầu vòi chảy được 900 lít và 70 phút sau vòi chảy được 1.125 lít nước. Hỏi trung bình mỗi phút vòi chảy vào bể được bao nhiêu lít nước? Muốn biết là trung bình mỗi giờ vòi chảy được vào bể bao nhiêu lít nước, chúng ta phải lấy tổng số lít nước chia cho tổng số phút mà tổng số giờ phút ấy mà nó chảy vào trong bể. Vậy thì ở đây chúng ta phải tìm xem tổng số phút vòi nước chảy vào trong bể là bao nhiêu phút và tổng số nước chảy vào trong bể là bao nhiêu. Tổng số phút vòi nước chảy vào bể là 65 phút đầu cộng với sau là 70 phút nữa bằng 135 phút. Bây giờ ta sẽ tìm xem tổng số lít nước chảy vào bể là bao nhiêu. Sáu mươi phút đầu là được 900, 70 phút sau được 1.125 lít bằng 0 cộng 5 bằng 5, 2, 0 cộng 2 bằng 2, 9 cộng 1 bằng 10 với 0 nhớ 1, 1 thêm 1 bằng 2, 2025. Trung bình mỗi giờ. Mỗi phút vòi chảy vào bể. Số lít nước là
Ta lấy tổng số lít nước 2025 chia cho tổng số giờ phút chảy vào là 135 phút. Vâng. Chia cho 135. Hai trăm linh hai chia 135 được một lần. 12/5 được 7. Nhân một số này là 4. 10/4 được 6. Nhân một số này là 2. 2/2 bằng 0. Hạn 5. 5. 5/5 25 viết 5 nhớ 2. 5/2 3 15 thêm 2 là 17 viết 7 nhớ 1. 5/1 là 5 thêm 1 là 6 bằng 15. lít. Bài số 4. Tìm x là số tròn trục có hai chữ số sao cho 240 nhân với chia cho x nhỏ hơn 6. Vậy thì x nó sẽ phải nhận các giá trị là bao nhiêu để cho 240 chia cho x bằng 1 này, hoặc bằng 2 này, 3, 4 và bằng 5, đúng không? Đấy. Vậy ta sẽ có số bị chia là 240. Bây giờ thương có thể là 1, là 2, là 3, là 4, là 5. Vậy thì x ở đây là bao nhiêu? Với thương là 1 thì x ở đây sẽ là 240 chia 1 sẽ là 240. X sẽ là 240, đúng không? X đây là x, cổ đơn là x. Bây giờ thương là 2 thì x sẽ là bao nhiêu? 2 chia 2 được 1, 4 chia 2 được 2 bằng 120. Bây giờ thương là 3 thì x ở đây số chia là thương chia cho số số bị chia cho thương thì bằng số chia. 24 chia 3 được 8 vậy bằng 80. X ở đây giá trị là 4 thì x ở đây là bao nhiêu? Ta lấy 240 chia 4, 240 chia 4, 24 chia 4 được 6, bằng 60. Bây giờ giá trị là 5 thì là bao nhiêu? 240 chia 5, 24 chia 5 được 4, 4 5 20, 24 chia 20 được 4, 0. 40 chia 5 được 8, 8 5 40, 40 chia 40 bằng 0 bằng 48. Và ta nhìn đây ta thấy ở đây có x bằng 80 và 60 là thỏa mãn hạn điều kiện là x là số tròn trục có hai chữ số. Số này là số tròn trục nhưng có ba chữ số, đây chụp ba chữ số vậy ta loại đi. Số này không phải số tròn trục, vậy thì chỉ có x bằng 80 và 60 thôi. Thì ta có hai trăm bốn mươi chia cho 80 bằng 3 nhỏ hơn 6. 240 chia cho 60 bằng 4. 4 là nhỏ hơn 6, đúng không? Vậy x là số tròn trục. Và x sẽ là 80 60